chấn động, thầy tử di báo trước cực chính xác, sự thật tuyệt vời về tuổi mậu ngọ sinh năm 1978, tổ tiên báo mộng, đón giận may liên tiếp, tránh mọi tai ương, nổ lộc trúng lớn, trả sạch nợ nần, 100 tỷ cầm tay, giàu có nổi danh thiên hạ, đúng từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Quý khán giả thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề đặc biệt, về tử di dành riêng cho những người tuổi mậu ngọ sinh năm 1978 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Hứa hẹn sẽ mang đến cho quý bản mệnh một thời điểm đầy may mắn và cơ hội mở ra cánh cửa dẫn lối đến cuộc sống thịnh vượng và hạnh phúc. Người tuổi mậu ngọ với bản chất kiên cường và nghị lực phi thường, luôn biết vượt qua khó khăn bằng ý chí mạnh mẽ và lòng quyết tâm không ngừng. Trong suốt cuộc đời, những người tuổi mậu ngọ sinh năm 1978 đã trải qua nhiều thử thách, nhưng chính sự kiên trì và lòng nhân ái đã giúp họ luôn tiến bước vững vàng. Và giờ đây, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này, vận may sẽ mỉm cười với họ một cách rực rỡ hơn bao giờ hết. Từ nay đến rằm mà chúng tôi sắp giới thiệu không chỉ đơn thuần là thời điểm mà các ngôi sao tốt lành hội tụ, mà còn là cơ hội để tuổi mậu ngọ đón nhận những thay đổi tích cực trong công việc, tài chính và tình cảm. Đây chính là thời điểm tuyệt vời để quý bản mệnh nắm bắt cơ hội, tận dụng mọi nguồn lực để biến những ước mơ thành hiện thực, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về những dấu hiệu may mắn, những cơ hội và thử thách từ nay đến rằm. Đừng bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào, vì biết đâu chính những thông tin mà bạn sắp được nghe sẽ là chìa khóa giúp bạn mở ra cánh cửa thành công và hạnh phúc. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 thân mến, Tử di học có nói trời sinh mỗi người mỗi số mệnh. Không phải ai khi sinh ra cũng mang trong mình căn số phú quý, may mắn và giàu có đủ đường. Những thành quả có được đều phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và máu. Một số bản mệnh có cái may mắn được nhàn tản mà có thành quả. Số khác kém may mắn hơn phải trải qua giấc giả thì mới có được thành công. Còn riêng mậu ngọ, cái bản mệnh vào đời sớm hơn những tuổi khác một vài bước. Họ luôn phải trải qua những trận chiến cam go mới có thể có được phần thưởng. Luôn phải trải đủ ngược xuôi, bồn ba giấc giả mới có được điều mà họ muốn mong, gọi họ là chiến binh, hay tướng lĩnh, hay những Mỹ tự như người mở đường, người can trường gì đó. Cũng không thể thay đổi cái bản chất cuộc đời, họ luôn cần máu, mồ hôi, nước mắt, nhiệt huyết và sự quả cảm để kinh qua từng đoạn lên xuống của cuộc đời. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Di sẽ cùng với quý khán giả luận giải về tử di của người tuổi mậu ngọ sinh năm 1978 tìm ra thời điểm vàng từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024, giúp quý bản mệnh nắm bắt được vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên gia đạo và sức khỏe của bản thân, cũng như những thuận lợi và khó khăn của mình, đặc biệt trong lá số tử vi ngày hôm nay. Chúng tôi xin cảnh báo về ba hiểm họa tiềm ẩn trong vận trình tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 mà chưa từng có ai tiết lộ và chỉ cần tránh ba hiểm họa này là đắc tài đắc lộc tiền về ngập két hết khổ đổi đời giàu sang quý khán giả thân mến mỗi người đều được cuộc đời ban cho rất nhiều phúc phận khác nhau ông trời không cho ai hết tất thảy nhưng cũng không lấy hết tất cả của ai tuy nhiên thực tế lại có người thì luôn cảm thấy mình không có phúc rồi thì cuộc sống tiền bạc quyền lực ngoại hình đều không bằng người khác thậm chí ngay cả vợ chồng mình đều không hiền thục không thành công như vợ chồng người ta rồi, con mình thì cũng không thông minh như con nhà hàng xóm. Rồi là bao nhiêu cái thứ tốt đẹp đều chạy đến chỗ người khác, những chuyện may mắn đều bị người ta chiếm hết, bản thân chẳng còn lại gì, cho rằng bản thân chẳng có lấy một thứ hạnh phúc gì cả. Thế nhưng ít ai để ý rằng, điểm khác biệt giữa người với người chủ yếu nằm ở trạng thái tâm lý, một người có một trạng thái tâm lý tích cực, tràn đầy năng lượng, thì nhất định sẽ có phúc khí phúc đức đổ về nhà, từ đó may mắn cứ ùn ùn kéo đến không những được quý nhân chiếu cố mà làm gì cũng hanh thông suôn sẻ tiền bạc rủng rỉnh đặc biệt có con giáp tuổi mậu ngọ sinh năm 1978 đúng từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch năm 2024 này nếu biết và tránh được một số tai ương sẽ nói sau đây ác sẽ tránh được họa đón lành tránh dữ cải mệnh đổi đời có sự nghiệp bất ngờ thăng tiến kéo theo tài chính gia tăng Bản mệnh mậu ngọ cũng gặp nhiều chuyện may mắn về tiền tài Lại có hỷ tính của con cái từ xa đưa tới Tuy phải vất giả, lo toan Nhưng bản mệnh thấy hạnh phúc vì điều này Tuổi mậu ngọ sinh năm 1978 Họ sinh ra là để gánh giác công việc cực khổ Không bao giờ thừa nhận thất bại Họ chiến đấu đến cùng Chỉ cần bản thân mình có thể Không hành động thì thôi Chứ một khi bắt đầu ra khỏi giai đoạn non trẻ Họ sẽ gặt hái được khá nhiều thành công người tuổi mậu ngọ muốn thành công thì bắt buộc họ phải rèn luyện tính nhẫn nại của bản thân, đặc biệt trong công việc. Khi đã bắt tay vào làm việc gì thì phải gánh giác tới cùng, có đầu, có cuối, đặc biệt đối với họ, bảo mật là trên hết. Mậu ngọ thường hay nói nhiều, là mẫu người lạc quan, cứ thao thao bất diệt mọi thứ trên đời, đây cũng là điểm mà giúp họ có nhiều bạn bè, cũng được bạn bè giúp đỡ rất nhiều. Những điều này lại vô tình đắc tội với bạn bè, chính vì thế hãy luôn cẩn thận chú ý cách cư xử của mình lanh lẹ đôi khi cũng là một cái tội mậu ngọ có đôi tay khéo léo họ có thể làm bất cứ việc gì đi nữa khi người khác nhìn vào sẽ thấy được phong độ cao quý của họ tuy nhiên họ lại là những người có ước muốn khá cao đôi khi còn vượt quá năng lực của họ đặc biệt khi rơi vào tình huống độc lập thì lại không có cách nào ứng phó một cách tự nhiên được mậu ngọ nhanh nhẹn làm việc với tốc độ không phải ai cũng theo kịp tuy nhiên họ lại yêu cầu người khác phải làm việc với tốc độ tương đương mình khi kết quả không như ý muốn họ lại tỏ ra phàn nàn và không hài lòng nhanh chóng nắm bắt được những thay đổi mới của xã hội là ưu điểm của mậu ngọ mà cấp trên rất hài lòng tuy nhiên mậu ngọ lại thường bằng lòng với những thành tích nhỏ và mãi say xưa với chúng mậu ngọ có thêm một ưu điểm trong công việc giúp họ có thể nhận được sự ưu ái của cấp trên đó là họ lạc quan và có ý chí mạnh mẽ họ sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục đích sự nhạy cảm của bản thân khiến họ thích dựa vào trực giác của mình để làm việc Đôi khi điều này khiến họ đánh giá mọi việc không đủ cẩn thận Mậu ngọ cần chú ý đến điều này hơn để hạn chế những sai sót xảy ra Lạc quan và ý chí mạnh mẽ, không muốn bỏ cuộc Nhưng việc thiếu kiên nhẫn khiến mậu ngọ khi gặp vấn đề thì luôn muốn giải quyết gấp rút Sự dội dàng này có thể đưa đến nhiều kết quả không như ý Tuy nhiên chính vì sự nhạy bén nên họ có thể nảy ra nhiều ý tưởng hay và nhận được sự giúp đỡ của người khác nhìn chung mậu ngọ sẽ đạt được kết quả tốt nhờ sự lạc quan giao tiếp khéo léo cởi mở mậu ngọ được nhiều người yêu mến trong tập thể họ cũng dễ kết nối với đồng nghiệp chính vì vậy nhờ có sự hòa hợp này họ không chỉ học hỏi được nhiều điều và cũng tận dụng được mối quan hệ để phát triển sự nghiệp của mình Mậu ngọ khó thích nghi với lịch trình do người khác đặt ra và thiếu kiên nhẫn để tuân theo các quy tắc. Tuy nhiên, họ lại rất giỏi trong việc giải quyết những việc khó nhằn. Bởi khi được tự do giải quyết theo ý mình, mậu ngọ sẽ đạt được những kết quả tuyệt vời. Nhưng hãy nhớ giám sát và đừng để họ mất tập trung. Ưu điểm của mậu ngọ trong công việc là họ luôn cẩn thận trong mọi việc, xử lý công việc đúng mực, dám nghĩ, dám làm. Lại có khả năng giao tiếp tốt, mậu ngọ thận trọng trong mọi việc và mang lại cảm giác đáng tin cậy cho người khác. Mậu ngọ có sự thẳng thắn, yêu thích rõ ràng và luôn nhìn mọi vấn đề với thái độ tích cực. giỏi bày tỏ ý kiến và mục tiêu làm việc của mình, điều đặc biệt giúp mậu ngọ gặp vận tốt sẽ phát huy được năng lực của mình. Đó là họ có khả năng nhạy cảm với những điều mới và dường như họ luôn đi trước người khác một bước để phát triển sự nghiệp. Các lãnh đạo rất thích nhân viên của mình có sự nhanh nhẹn như vậy. Mặc dù có vẻ thất thời giống như loài ngựa có thể chạy dạng dặm, nhưng chúng lại cần có sự kiểm soát và huấn luyện nghiêm khắc thì mới đi đúng hướng, mậu ngọ cũng vậy. Có thể họ không phù hợp với một lịch trình sắp đặt sẵn, nhưng họ cần học được những nguyên tắc nhất định để kiểm soát mục tiêu của mình không bị lệch hướng. Thêm vào đó, mậu ngọ lại thiếu kiên nhẫn, bướng bỉnh và nóng nảy khi có chuyện xảy ra, nhưng lại nhanh chóng lãng quên chúng. Mậu ngọ thường là người dễ thành công và thường sẽ nhận được những khoản tiền rất lớn tuy nhiên lại sinh hoạt một cách phung phí hào nhoáng thậm chí là sang chảnh quá mức cho phép chính vì thế mà họ không bao giờ dư giả được đối với mậu ngọ sự tự do là trên hết họ quý trọng tự do và tôn thờ độc lập họ cần rất nhiều không gian để lang thang tuổi này không thể chịu được các lịch trình hay thời gian biểu cứng nhắc cũng như các quy định và quy tắc nhỏ nhặt đơn giản là họ không có đủ thời gian hoặc sự kiên nhẫn cho những thứ này Mậu ngọ thường rời xa gia đình từ khi còn trẻ và sẽ lao động không ngừng nghỉ suốt cuộc đời. Người ta tin rằng, ngựa sinh ra để chạy đua và chu du thiên hạ. Vì vậy, du lịch là một trong những sở thích hàng đầu của con giáp này. Bản năng lãng tử thúc giục họ tìm kiếm những trải nghiệm mới và coi cuộc đời như một chuyến du ngoại. Mậu ngọ luôn lập kế hoạch cho những chuyến đi tiếp theo. Nếu không được hoạt động sẽ khiến cho họ buồn đến chết. Mậu ngọ luôn năng động, tràn đầy năng lượng và lòng nhiệt huyết. Đa số họ sinh ra để làm việc, tuổi này thường lao động hết mình, bất kể đó là việc gì, mệt mỏi hay khó khăn chồng chất cũng không thể ngăn họ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Tố chất mạnh mẽ và bền bỉ giúp họ trở thành những nhân viên xuất sắc. Trong tất cả các tuổi, thì mậu ngọ là con giáp dũng cảm nhất, cũng giống như những chú ngựa can đảm bao đời. Giúp con người di chuyển trên những chặng đường dài hay đương đầu với kẻ thù trong các cuộc chiến khốc liệt, luôn thể hiện sức mạnh nội tâm mãnh liệt và quyết tâm sắt đá. Ngay cả khi phải đối đầu với khủng hoảng và khó khăn, họ vẫn tiến lên phía trước, họ luôn muốn dốc hết sức lực của mình để thử thêm một lần cuối. Đó cũng là biểu hiện của sự tự tin to lớn trong họ, Mộ Ngọ sẵn sàng đối đầu với thử thách ngày càng khó khăn hơn, tràn đầy dũng khí, họ sốt sắng vượt qua dòng sông trở ngại. Không chỉ mạnh mẽ, Mộ Ngọ còn là những con người đáng tin cậy, chân thật và trung thành, nếu đã hứa hẹn điều gì thì sẽ cố gắng hết mình thực hiện. Họ chẳng mấy khi khiến bạn phải thất vọng khi giao du với bạn, họ rất hòa đồng. Tuy rất kiêu hãnh và tự lập, nhưng họ vẫn cần bạn đồng hành, họ cần một bờ vai để có thể chung sống hài hòa, để đưa chỉ dẫn khuyên nhủ. Cũng giống như ngựa tốt cần đến bàn tay chăm sóc của người cưỡi, mộ ngọ cần có bạn bè hoặc bạn đời tốt để bộc lộ toàn bộ sức mạnh và ý chí. Hoạt bát, tốt bụng, mau miệng, hài hước, họ rất thích hội hè và được nhiều người biết đến, nhiệt tình và thẳng thắn. Họ rất dễ kết bạn, các mối quan hệ xã hội cực kỳ quan trọng với họ và thường có nhiều bạn bè thân thiết. Họ thích dành phần lớn thời gian với một nhóm bạn và rất quan tâm tới cách người khác cảm nhận về mình. Thật khó để họ giữ được bí mật cho riêng mình. Thoải mái, tự tin trước đám đông, mộ ngọ là một diễn giả hết sức thuyết phục. Họ không ngại nói ra sự thật, cũng quá chính trực và vô tư để có thể lùi bước trước sự bất công cả thèm chóng chán. Trí thông minh tuyệt vời giúp mẫu ngọ nắm bắt vấn đề mới một cách dễ dàng, họ có khả năng thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ, nhưng không phải bao giờ cũng hoàn thành công việc, một khi đã bắt đầu thì họ luôn mãi mê săn đuổi cơ hội mới. Do có quá nhiều sự quan tâm nên họ thường chọn công việc theo hứng, hành động một cách bộc phát và hiếm khi cân nhắc chúng một cách kỹ lưỡng. Khi dở mộng vì kết quả không được như mong muốn, họ có thể bỏ dở công việc và chuyển ngay sự chú ý sang vấn đề khác nhanh nhẹn và linh hoạt mậu ngọ thích nói năng suy nghĩ ăn uống và hành động một cách chóng dáng do đó có xu hướng bỏ qua các chi tiết họ yêu luyện tập cả về thể chất và tinh thần để thỏa mãn tính chất thất thường của mình họ thay đổi ý định liên tục và thậm chí thường xuyên mất hứng thú với các dự án trước khi chúng được hoàn thành nhờ đa tài nên mậu mọ có thể thành công trong rất nhiều việc tuy nhiên họ lại rất khó chịu khi thất bại nếu sự việc không thành Họ thường không thể làm tiếp công việc đã đổ dở. Kẻ nổi loạn ương ngạnh thường bướng bỉnh và cứng đầu, tính khí bốc lửa và khả năng thay đổi tâm trạng nhanh như gió, đôi khi khiến họ trở nên nguy hiểm. Con giáp mậu ngọ thiên thượng quả này sẽ không bằng lòng với bất kỳ hình thức kiểm soát hay tạo áp lực nào và rất ghét bị dồn vào đường cùng, trái lại, họ thích làm mọi việc theo cách riêng của mình, dù khoác trên mình vẻ ngoài hòa đồng, nhưng tận sâu thẳm thì họ vẫn là những kẻ nổi loạn mạnh mẽ nhìn chung những người tuổi mậu mọ được hưởng phúc phần của trời cho nên có cuộc sống an nhàn vui vẻ vinh qua phú quý đặc biệt người này tính cách vui vẻ lạc quan yêu đời nên dù có gặp những vướng mắt trở ngại nhỏ trên đường đời thì họ cũng hoàn toàn không để tâm mà vẫn giữ thái độ sống rất tích cực nhờ vậy mà trên chặng đường sự nghiệp tuổi mậu mọ luôn có quý nhân phù trợ lúc khó khăn công danh gây dựng được từ tiền dẫn đến hậu dẫn thì càng rạng rỡ sự nghiệp vững chãi tài giận dồi dào từ trung giận trở đi không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền tuy nhiên bản mệnh tuổi này cũng cần lưu ý sống đức độ tu tâm dưỡng tính để đỡ buồn phiền khi về già nữ mệnh tuổi mậu ngọ trong suốt cuộc đời sẽ phải trải qua nhiều biến động trong cuộc sống chỉ từ trung giận trở đi thì mọi chuyện mới ổn định dần trở nên tốt đẹp cả về công danh sự nghiệp lẫn đời sống tình cảm nam mệnh tuổi mậu ngọ cuộc đời sẽ bắt đầu ổn định từ trung vận công việc được nhiều suôn sẻ thuận lợi bản mệnh sẽ vất vả nhiều về gia đạo và con cháu sang đến tận hậu vận thì mới được thảnh thơi hưởng phúc sẽ có nhiều đổi thay về công danh và sự nghiệp trong cuộc đời Xét tổng quan tử di tuổi mậu ngọ 1978 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024 Xem tử di từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của tuổi mậu ngọ cho thấy Bản mệnh có nhiều các tinh cao chiếu, nên dẫn trình khởi sắc, giúp xua tan mây mù, ảm đạm từ tháng trước. Hầu hết các phương diện từ công việc, tài lộc, tình duyên của tuổi mậu ngọ đều có tin vui báo về. Về công việc nhờ gặp được tam hội thái tuế nên dễ có quý nhân tương trợ. Quý nhân từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này của tuổi mậu ngọ không phải ai xa lạ mà có thể chính là đồng nghiệp, cấp trên hay một người bạn cũ. Nhìn chung, những cuộc gặp gỡ, trao đổi từ nay đến rằm đều có thể đem tới cho tuổi Mậu Ngọ những thông tin hữu ích, tạo điều kiện để bản mệnh chạm tay tới mục tiêu của mình. Thầy Tử Di có lời nhắc kẻ mệnh rằng, thời điểm mọi việc đang có chiều hướng đi lên, nhưng lúc này, tuổi Mậu Ngọ hãy tiến hành những việc quan trọng hoặc dự định ấp ủ từ trước đó, vì khả năng thành công rất cao, trong quá trình thực hiện có thể gặp trở ngại, nhưng với các điều kiện thuận lợi này, bạn sẽ được giúp đỡ rất nhiều để vượt qua khó khăn, không phải lo nghĩ nhiều đâu phương diện tiền bạc cũng không phải là vấn đề đối với tuổi mậu ngọ từ nay đến rằm tháng được tài tinh chiếu mệnh như này người làm ăn kinh doanh có thể mở rộng được thị trường hoặc mở rộng được đối tượng khách hàng nhờ thế mà buôn may bán đắt hơn hẳn trong gia đình tuổi mậu ngọ học được cách bao dung cho nửa kia lắng nghe ý kiến của con cái giúp ngôi nhà luôn giữ được bầu không khí đầm ấm vui vẻ tiếp theo sẽ là dẫn trình tử ghi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống dành cho cả nam mệnh và nữ mệnh tuổi mậu ngọ sinh năm 1978 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Đối với nam mệnh tuổi mậu ngọ sinh năm 1978, xét về phương diện công danh, sự nghiệp, nhờ sự hậu thuẫn của nhiều quý tinh nên dẫn trình sự nghiệp của tuổi mậu ngọ thăng qua rõ rệt từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này. Tuổi mậu ngọ vừa được tam hội thái tuế che chở Lại có cả nguyệt lệnh lâm trường sinh hỗ trợ Đây là một tháng quý nhân luôn song hành Trên mỗi bước thành công của bản mệnh Mọi việc có chiều hướng đi lên Nhân lúc này hãy tiến hành những việc quan trọng Hoặc dự định ấp ủ từ trước đó Vì khả năng thành công rất cao Đặc biệt Từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này Những việc tuổi mậu ngọ đành bỏ dở Từ tháng trước hay muốn thực hiện mà chưa có cơ hội Thì hầu hết đều được tái khởi động Và phát triển thuận lợi xua tan mây mù ảm đạm. Thời điểm có đủ cả thiên thời, địa lợi, nhân quà như này, nếu tuổi mậu ngọ không tận dụng để bứt phá thì sẽ rất khó tìm được một cơ hội ngon ăn tương tự như này nữa. Xét về dẫn quý nhân Thầy Tử Di chỉ rõ, quý nhân từ nay đến rằm tháng không phải là ai quá xa lạ, đối phương có thể là đồng nghiệp, cấp trên hay một người bạn cũ của tuổi mậu ngọ. Nhìn chung, những cuộc gặp gỡ, Trao đổi từ nay đến rằm đều có thể đem tới cho bản mệnh những thông tin hữu ích, tạo điều kiện để con giáp này chạm tay tới mục tiêu của mình. Bên cạnh đó, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch cũng cho thấy rõ tinh thần làm việc hăng say của tuổi Mậu Ngọ, không còn là giai đoạn ngồi chờ việc đến với mình nữa, bạn chủ động xông sáo hơn hẳn, bản mệnh cũng có định hướng rõ ràng hơn trong công việc, nhờ đó, không còn cảm thấy nhàm chán hay bế tắc như trước. Tuy vậy, vì vận trình tháng trước không tốt, nên từ nay đến rằm, tuổi Mậu Ngọ càng phải cẩn thận hơn, làm đến đâu chắc đến đấy, việc mình mình làm, chớ nên khoe khoang hay đau to búa lớn, kẻo thu hút tiểu nhân quấy phá. Trong quá trình thực hiện công việc có thể gặp trở ngại, nhưng với các điều kiện thuận lợi đang sẵn có, tuổi Mậu Ngọ sẽ được giúp đỡ rất nhiều để vượt qua khó khăn, nên cũng không phải lo nghĩ nhiều. Xét về phương diện tài lộc, tài lộc rất khả quan từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này, tuổi mậu ngọ không còn phải bận tâm lo về vấn đề tiền bạc nữa, nhờ có tài tinh thực thần chiếu mệnh. Các nguồn thu tăng tiến nhanh chóng, dù là làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán, đều đạt được những thành quả xứng đáng. Từ nay đến rằm, lương và thưởng đều có xu hướng tăng, bản mệnh làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, nỗ lực bỏ ra thu được thành quả xứng đáng. Những người làm công việc cố định nếu có mong muốn tăng lương từ nay đến rằm, cổi mậu ngọ có thể mạnh dạn đề xuất kèm theo một danh sách những con số, những thành tựu mà mình đã đạt được, cũng như những khoản lợi nhuận đã đem về cho doanh nghiệp, với lý lẽ thuyết phục như vậy, tỷ lệ thành công rất cao. Người làm ăn kinh doanh có thể mở rộng được thị trường hoặc mở rộng được đối tượng khách hàng, nhờ thế mà buôn may bán đắt hơn hẳn. Bản thân bạn đã vốn thông minh, do đó, việc kiếm tiền không bao giờ là quá khó khăn với bạn nếu có sẵn cơ hội. Ngoài ra, nhờ nguyệt lệnh hỗ trợ nên bản mệnh sẽ gặp được đối tác làm ăn mới và cùng họ xây dựng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với uy tín sẵn có của cả hai bên dần khí tăng giọt ngay từ đầu tháng nên tuổi mậu ngọ cần chấp thời cơ để lên kế hoạch chi tiết cho việc kinh doanh áp dụng các biện pháp marketing quảng cáo hiệu quả cuối tháng sẽ nhìn thấy rõ thành quả đạt được xét về phương diện tình duyên gia đạo về phương diện tình cảm thấy rằng Thời điểm từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch, tình duyên của người tuổi Mậu Ngọ bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Nhờ sự xuất hiện của sao Bách Diệt, ngôi sao chủ đào hoa, các tinh này hứa hẹn mang đến cho Mậu Ngọ nhiều cơ hội để làm mới đời sống tình cảm. Đối với những người độc thân, từ nay đến rằm sẽ mang đến nhiều tin vui hơn, vận đào hoa khá mạnh mẽ, tạo điều kiện cho những ai đã trải qua những mối tình không mấy suôn sẻ, có thể bước ra khỏi bóng tối và tái khơi ngọn lửa yêu trong lòng hãy mở rộng trái tim để đón nhận điều mới mẻ, vì chỉ khi đó, cuộc sống của bạn mới thực sự trở nên ý nghĩa. Nếu bản mệnh đã có người trong mộng, vận may đang ủng hộ bạn để tỏ bày tình cảm chân thành với đối phương. Chỉ cần bạn tự tin chủ động nắm bắt cơ hội để thúc đẩy mối quan hệ, không khó để tìm ra người đồng điệu với mình. Đối với các cặp vợ chồng, từ nay đến rằm hứa hẹn gia đạo yên ổn, mối quan hệ hòa hợp và tình cảm gia đình được thêm khăng khích. Những mâu thuẫn đã được giải quyết và tình yêu thương được tăng cường nhờ sự quan tâm và chăm sóc đồng lòng từ hai bên. Xét về phương diện sức khỏe, theo tử vi hàng tháng của 12 con giáp nhận thấy, phương diện sức khỏe của người tuổi Mậu Ngọ bình ổn, không có nhiều biến động. Tuy vậy, tuổi Mậu Ngọ vẫn nên chú ý đến việc nghỉ ngơi điều độ, duy trì chế độ ăn uống khoa học và giữ tinh thần lạc quan để tránh bệnh tật tìm đến. Dù là một tháng thuận lợi về mọi mặt, nhưng tuổi mậu ngọ vẫn sẽ phải đối mặt với rất nhiều công việc và mục tiêu để theo đuổi cảm giác bận rộn là điều không thể tránh khỏi và càng những lúc như vậy bạn càng cần phải chăm sóc sức khỏe của mình một cách đầy đủ công việc bận rộn đòi hỏi một nền tảng thể chất vững vàng để đảm bảo có thể đối phó với cường độ làm việc cao nếu mắc bệnh dù tuổi mậu ngọ có tham vọng đến đâu cũng sẽ không thể duy trì được đừng để bản thân bị kiệt sức hãy dành thời gian cho việc chăm sóc sức khỏe đó mới là cách để tiến xa hơn trong sự nghiệp và cuộc sống. Đối với nữ mệnh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Xét về công việc, mọi việc tiến triển có vẻ thuận lợi với bản mệnh từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này, để tận dụng cơ hội này, tuổi Mậu Ngọ cần tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ của mình và xây dựng mối quan hệ xã giao tốt đẹp với mọi người, điều này sẽ giúp Mậu Ngọ luôn có người đồng hành và hỗ trợ khi cần về tiền bạc tài chính là một trong những điểm cần chú ý của bản mệnh trong thời điểm này hạn chế đầu tư vào những lĩnh vực mà mậu ngọ chưa hiểu rõ và hãy nhiều lần trao đổi ý kiến với những người đáng tin cậy trước khi đưa ra quyết định về sức khỏe việc quan tâm đến sức khỏe là điều cần thiết đối với tuổi mậu ngọ đặc biệt là với nữ mệnh hãy duy trì lối sống lành mạnh và điều độ tránh quá tải công việc và lo lắng quá mức nếu cơ thể có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào tuổi mậu ngọ hãy đến khám chữa ngay để đảm bảo sức khỏe của mình. Về tình duyên gia đạo Mối quan hệ với gia đình và những người thân yêu diễn ra hài hòa và ấm áp. Hãy dành thời gian để chia sẻ suy nghĩ của mình và thể hiện tình cảm với mọi người nhiều hơn. Điều này sẽ tạo ra sự gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau trong gia đình. Tiếp theo là vận trình tử di chi tiết trong 3 ngày một cùng cẩm nang dượng dẫn của tuổi mậu ngọ sinh năm 1978 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Tử vi từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 7 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho biết, tuổi Mậu Ngọ có nhiều tin tức may mắn tìm đến nhà trong công việc và tiền bạc. Nhờ nguyệt mã chiếu mệnh, tuổi Mậu Ngọ làm ăn thắng lợi, nhưng cũng nên chú ý đến ảnh hưởng xấu của đại hao, đe dọa đường tiền tài may mắn là có quý nhân sẽ tới bên chỉ lối dẫn đường chỉ cần tuổi mậu ngọ biết tận dụng đúng cơ hội và đừng nóng vội trên bước đường phía trước thì mọi chuyện sẽ ổn cả đường công danh tăng tiến bản mệnh dễ lập được thành tích lớn hoặc lên chức hay được cất nhắc sang vị trí tốt hơn vị trí hiện tại tâm trạng của tuổi mậu ngọ khá tích cực hứa hẹn tin vui sẽ đến như cầu dòng sau mưa về tài chính càng về ngày cuối càng dựng nhờ được quý nhân che chở bản mệnh có tiền để tiết kiệm thế nhưng tuổi mậu ngọ đừng chủ quan vì hung tinh cũng nhắc nhở bản mệnh nên coi chừng mất mát của cải do sự lơ là của bản thân nhất là những người sắp mua xe làm sổ đỏ hoặc hợp tác làm ăn buôn bán đường tình duyên có nhiều biến động con giáp này vẫn duy trì được tình trạng ổn định trong mối quan hệ đôi lứa nhiều người sẽ làm quen thêm được bạn mới hoặc làm lành giới nữa kia vì biết nhìn nhận vấn đề một cách khách quan và không chấp nhặt đôi khi mậu ngọ nhường nhịn không phải vì mình sai mà bởi không muốn xảy ra tranh chấp. Quý nhân là tuổi mão và tuổi hợi, tiểu nhân là tuổi thìn và tuổi tỵ. Màu sắc may mắn, đỏ, nâu. Con số may mắn, 43, 29, 50. Tử vi từ ngày 13 đến ngày 15 rằm tháng 7 âm lịch của tuổi mậu ngọ sinh năm 1978. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho biết, người tuổi mậu ngọ đón nguồn năng lượng tích cực nhờ thái âm độ mệnh, Phương diện tình cảm có nhiều điểm sáng nhất, nhân duyên thêm phần rộng mở. Tuổi Mậu Ngọ đang có một mối quan hệ hạnh phúc và rất cần phải nâng niu, trân trọng. Xét về công danh, vận trình của người tuổi Mậu Ngọ ở mức trung bình có phần kém sắc hơn so với trước đó, tuy nhiên, tuổi Mậu Ngọ cũng không nên quá sốt ruột, bản mệnh hãy dành thêm thời gian trao dồi, tích lũy kinh nghiệm để chờ thời cơ bứt phá. Bên cạnh đó, cũng nên dè chừng có tiểu nhân cố ý gây khó khăn người này luôn chọn những lúc bản mệnh sơ hở để phá hoại làm rối tung mọi việc tuy nhiên cũng may có các tin nâng đỡ nên tạm thời tuổi mậu mọ sẽ sớm vượt qua được những khó khăn này mặc dù hậu quả là công việc bị chậm tiến độ rất nhiều nhưng ít nhất bạn cũng không phải chịu trách nhiệm cho vấn đề này và giữ nguyên được vị trí những ngày này là thời điểm thích hợp để tuổi mậu ngọ xem xét lại bức tranh tổng quan về tình hình tài chính của bản thân và gia đình. Hãy thận trọng với số tiền mà bạn kiếm được. Nếu không, dù bạn có kiếm được bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chẳng để ra được đồng nào. Quý nhân là tuổi thìn và tuổi dậu. Tiểu nhân là tuổi dần và tuổi hợi. Màu sắc may mắn, hồng, xám. Con số may mắn, 98, 30, 61. Quý khán giả thân mến, tiếp theo đây là cách giải xui chuẩn phong thủy cực dễ làm, trước rằm tháng 7 âm lịch để đón may mắn và tài lộc. Dọn dẹp nhà cửa. Một không gian nhà ổn định và gọn gàng sẽ giúp năng lượng tích cực dễ dàng lưu thông, trong khi một ngôi nhà lộn xộn có thể tạo ra cảm giác rằng mọi thứ đang đi không đúng hướng. Để biến đổi tình hình này, hãy bắt đầu bằng việc làm sạch và sắp xếp những thứ xung quanh bạn loại bỏ những đồ không còn giá trị hoặc không cần thiết tiếp theo hãy dành thời gian lau chùi nhà cửa loại bỏ bụi bẩn và mạng nhện xem xét việc tái cấu trúc bố trí đồ đạc theo nguyên tắc phong thủy để tối ưu hóa luồng năng lượng và cuối cùng một lớp sơn mới sẽ làm tươi mới và tái sinh không gian sống của bạn đem tỏi theo bên mình tỏi không chỉ là một gia vị phổ biến trong bữa ăn hàng ngày mà còn được coi là một vật phẩm trừ tà nhiều người tin rằng mùi đặc trưng của tỏi có khả năng đẩy lùi năng lượng xấu. Trong nhiều bộ phim từ Trung Quốc đến Việt Nam, tỏi thường xuất hiện như một biện pháp chống lại ma quỷ. Trên thực tế, tỏi được cho là có khả năng loại bỏ tà khí, tránh xa giận xui, cân đối năng lượng âm dương và mang lại sự may mắn cho người sử dụng. Để tận dụng hiệu quả của tỏi trong việc trừ tà, bạn chỉ cần sử dụng phần lõi một lượng tỏi nhỏ đặt trong túi và mang theo bên mình đã có thể giúp bạn bảo vệ mình khỏi năng lượng tiêu cực treo gương bát quái. Việc sử dụng gương bát quái trong việc trừ tà và xả xui đã trở thành phương pháp phong thủy được nhiều người áp dụng. Gương này được cho là có sức mạnh phản chiếu và đẩy lùi năng lượng tiêu cực cũng như các thế lực bất lợi, tùy thuộc vào dạng của gương lồi lõm hay phẳng mà có cách treo đặc trưng. Không chỉ vậy, việc lựa chọn gương gương bát quái cũng cần phải tương thích với tuổi và hướng nhà của chủ nhân, nên đặt gương này ở vị trí trên cửa chính hoặc cửa sổ đối diện với ngoại thất khi tiến hành treo nên tiến hành lễ giới thổ địa và đọc lời cầu nguyện đốt trầm trầm hương là biểu tượng truyền thống của phật giáo và phong thủy khi cháy trầm hương phát ra một hương thơm dễ chịu và tinh khiết thể hiện sự hòa quyện giữa trời và đất còn được mô tả như là mùi vị của niết bàn khi bạn thắp trầm hương trong nhà không gian sẽ trở nên thanh lọc loại bỏ các năng lượng tiêu cực và giảm thiểu rủi ro xui xẻo hơn nữa hương trầm khiến tâm hồn con người trở nên thanh thoát và yên bình, như thể tìm thấy sự giác ngộ nội tâm. Sử dụng muối Từ xưa có quan niệm rằng, đầu năm mua muối, cuối năm mua dôi, qua cầu này mới được coi là biểu tượng của sự may mắn, sự bình yên và khả năng trừ tà, loại bỏ năng lượng tiêu cực. Rất nhiều người áp dụng việc sử dụng muối như một biện pháp xua xui. Điểm thuận tiện là hầu như mỗi gia đình đều có muối, nên việc áp dụng phương pháp này trở nên dễ dàng, bạn có thể thử giải muối ở ngưỡng cửa hoặc phía trước sân để ngăn chặn năng lượng không tốt. Thậm chí sắc muối xung quanh khu vực giường ngủ hay cửa phòng cũng là một cách được nhiều người lựa chọn. Quý vị thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024 của tuổi mậu ngọ sinh năm 1978. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.